Chào các bạn, nếu các bạn cần kiếm một cây đàn piano điện nhỏ gọn này, kiểu dáng độc lạ này, mà tiếng cũng phải thiệt là hay. Đây, mình giới thiệu cho các bạn một cây đàn sau lưng mình. Đây là cây DP990, DP990. Đó, nếu mà khi mà đóng nắp lại nó trông giống như một cái bàn. Rồi bây giờ mình mới mở lên. Mình gập cái này xuống, gạt cái giá để sách ra. Rồi khi mình đóng lại thì sao? Mình đóng lại, mình thả nó ra là tự nó rớt xuống và rất nhẹ nhàng, không có kẹp tay. Đó gọi là soft phone ha. Rồi bây giờ mình mở nó ra. Mình quay xung quanh cái cây đàn DP990, Roland DP990, màu này người ta gọi là màu cherry nhưng mà là medium cherry. Nếu mà cherry không nó giống như cái ghế này này. Đó, hoặc là mình xem đây. Cherry chính là màu của cái cây này. Còn cái cây này nó khác, màu medium cherry. Đó các bạn xem. Mình coi đằng sau nó có chữ Roland này. Pedal thì nó có 3 pedal. Cái dòng này thì nó làm tại Nhật luôn hay sao đó. Nó lắp ráp tại Nhật luôn. Đây là Made in Japan này, lắp ráp tại Nhật luôn. Thì cái cây này nó sản xuất năm 2008. Có cây thì nó 2009, có cây 2010. Đó các bạn xem. Gọn gàng ha, đẹp ha. Rồi các bạn coi này. Ở trên đây nó có ghi DP990. Đó, mình lướt qua. Mình lướt qua. Đó. Màn hình của nó chỉ hiện số chữ số gì lên ấy khi mà mình nhấn nút gì đó thôi. Này. Xinh ha, đẹp ha. DP990 này á là người ta sản xuất cho những cái không gian nhỏ hẹp, hoặc là những cái người thích những cái kiểu dáng nó không có như cái kiểu truyền thống. Cái đàn này người Nhật người ta rất là thích. Đó, là bởi vì nó vừa với không gian của nhà họ, màu sắc cũng đẹp và đặc biệt là âm thanh rất hay nha các bạn. Ồ, cây này khi mà mình tìm cái giá của nó thì Hoàng biết là $2,100, vị chi là 49 triệu Việt Nam. Nhiều tiền như vậy thì chắc chắn là phải có cái gì đó nó dũng mãnh ở bên trong. Nó không đơn giản là một cây đàn nhỏ gọn đâu. Rồi bây giờ mình thử cái tiếng của nó nha. Đây là giọng hát của nguyên một ca đoàn này nha.
giọng hát. Các bạn nghe tiếng của cây này hay không? Mình đánh hồi mình cũng thấy mê nó thiệt luôn á. Đó. Cây này là người Nhật người ta thích lắm, người ta giữ lại, người ta bán cho thị trường của nước họ, cho nên là mình phải mua một cái giá cao hơn thì mới đem về Việt Nam bán được. Đấy các bạn, bên mình nhiều sản phẩm vui vui lạ lạ hay hay à, các bạn có thời gian mời các bạn đến, nhớ đến và nhớ ủng hộ bên mình nha. Cảm ơn các bạn.